Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay ngày rằm 15 tháng 3 âm lịch. Theo như tục lệ người Việt Nam chúng ta, cứ ngày rằm ngày 1 thì chúng ta hay đi chùa, đi đền, đi thắp hương. Tôi đang có mặt tại làng Phương La, xã Tây Phương, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình để vào thăm một ngôi đền, ghé thăm để thắp hương. Trước khi vào thắp hương thì chúng ta cùng tham quan cảnh quan bốn xung quanh ngôi đền nha. Ngôi đền xây rất là đẹp các bạn. Bên cạnh là một cái hồ rất là to, rộng rãi, sạch sẽ. Làng nghề của Phương La thực sự rất là giàu, có tiếng trên đất nước Việt Nam. Báo chí đăng tải rất là nhiều, làm rất là nhiều tỷ phú. Các bạn nhìn ngắm cái hồ rất là đẹp, sạch sẽ, rất là yên tĩnh. Giới thiệu các bạn, đây là nhà của đại gia Thứ Huynh, đây nhà ông Trần Năm, hai ông con xây hai con biệt thự rất là đẹp. Trước cửa là cái hồ rất là sạch sẽ, yên tĩnh. Xây một cái tháp ra rất là đẹp. Bốn quanh đèn được trồng một dãy dừa rất là đẹp các bạn. Đèn rất là cao, to. Gặp nhau vào trong sân đèn xem có gì nhé. Các bạn nhìn sân rất là rộng. Giữa buổi sáng sớm ghé thăm nên chưa có ai tới thắp hương. Rất là yên tĩnh. Bạn, tổng diện tích của ngôi đền hơn chục hectare các bạn nhé, rất là rộng. Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam do một nghệ nhân anh hùng lao động Trần Văn Sen, chủ tịch tập đoàn Hương Sen, Bia Hương Sen và là chủ tịch họ Trần Việt Nam đứng ra xây dựng như các bạn nhé. Thật sự là ông rất là tâm huyết với dòng họ Trần của mình. Ông đã bỏ biết bao nhiêu công sức nào để công hiến làm được ngôi đền này. Tôi thật sự là tôi rất là khâm phục. Thật sự là họ Trần Việt Nam có được ông nên mới được ngôi đền như thế này. Xây rất là kiên cố, rất là đẹp, rộng rãi, không kém biết bao nhiêu kinh phí về ngôi đền. Chúng ta cùng nhau vào trong đó nhé. Bạn vào trong nhìn rất là yên tĩnh, tất cả xây rất là đẹp, rất là đẹp. Kẻ mạ vàng hết rồi các bạn nhé. Buổi sáng ra rất là yên tĩnh nha, chưa có bà con chưa đến lễ. Thì hôm nay tôi đến là hơi sớm, rồi tôi sẽ bạn lên trên, nhìn rất là đẹp. Tất cả được cả mạ vàng hết các bạn nhé, cũng chính nhé. Bạn không gian yên tĩnh. Trần Văn Sen rất là tâm huyết họ Trần, tức là xây cái đền thờ tổ họ Trần thật sự thế là hiếm có, không ai làm được ngoài ông Trần Văn Sen. Rất là đẹp. Đền được mở hội là vào hai lần nha các bạn nhé. Hội vào ăn Tết xong vào tháng Giêng là mở hội vào ngày 14 tháng Giêng là hội chính. Còn mở hội đợt thứ hai vào tháng 8 âm lịch vào ngày 15 tháng 8 là ngày hội chính. Là tất cả bà con anh em xa nếu mà nhớ tới ngày
dỗ của họ Trần thì về hôm qua thắp hương thì ông Trần Văn Sen là một chức rất là lớn. Ngày hôm chính tôi thấy là ô tô đậu chắc phải tầm 4-5 cây số chưa hết ô tô các bạn, rất là đông. Sự ông Trần Văn Sen rất là tâm huyết với họ Trần, sự tôi thấy là hiếm có. Trên các bạn, sự buổi sáng sớm này là tôi không dám vào nhà đèn bật điện, sợ mình đến hơi sớm này là thôi chúng tôi quay lại nghỉ nhảy cho con ở mọi nơi được xem để biết. Sự đèn của một dòng họ mà to như này thật sự là hiếm có các bạn. Đây là một cái chợ mẹo, bên cạnh này có một cái chợ mẹo cho các bạn nhé. Chợ mẹo là chợ mẹo cổ hồi xưa. Nói chung là thế hệ 7X, 8X mới biết được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video của tôi. Các bạn xem thấy hay và ý nghĩa thì đăng ký kênh của Nam Nguyễn để được xem những video mới nhất. Xin cảm ơn.